thuốc quý từ tuyến nội tiết động vật. Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận, trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả. Tuyến tụy thường dùng tụy lợn, chu di, có vị ngọt, tính bình, có công năng ích phế, bổ tỳ và nhuận táo, được sử dụng để chữa các chứng tiêu khát, đái đường, khái huyết, ho hen, lị tật, tắc tia sữa, da tay chân nứt nẻ. Để điều trị chứng tiêu khát, tụy lợn được dùng trong một số bài thuốc như 1. Tụy lợn sấy khô 8g, ý dĩ 8g, hoài sơn 8g, cát căn 8g, tất cả sấy khô, tán bột, đóng gói 5g, mỗi ngày uống từ 4 đến 8 gói, tùy theo mức độ bệnh. 2. Hoàng kỳ sống 15g, sinh địa 30g, hoài sơn 30g, sơn thù 15g, tụy lợn sống 9g, sấy khô, tán bột, sắc hoàng kỳ, sinh địa, hoài sơn và sơn thù lấy nước uống cùng bột tụy lợn. 3. Tụy lợn 1 cái, hoài sơn 200g, hai thứ hầm nhừ, chế đủ gia vị, chia làm 4 phần, mỗi ngày ăn 1 phần. 4. Tụy lợn có thể thay bằng tụy trâu, bò hoặc dê, rửa sạch, thái miếng, sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 3g với nước ấm. Tinh hoàn, thường dùng tinh hoàn các loại động vật như hiêu, dê, trâu, bò, chó, ngựa, đều gọi chung là ngoại thận, có công dụng bổ thận tráng dương, thường được dùng để chữa các chứng bệnh có liên quan đến rối loạn sinh lý tình dục như liệt xương, di tinh, hoạt tinh, suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng, suy giảm ham muốn tình dục, phụ nữ khó thụ thai, ví như tinh hoàn chó, tốt nhất là của chó vàng, hoàng cẩu, vị mặn, tính ấm và kinh thận có công dụng bổ thận tráng dương, sinh tinh ích tủy, dùng để chữa các chứng liệt xương, hoạt tinh, xuất tinh sớm, lãnh tinh, không có tinh trùng, suy giảm ham muốn tình dục. Cách dùng, tinh hoàn rửa sạch, bỏ màng, sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 2g với nước muối nhạt, hoặc tinh hoàn chó một bộ nghiền nhỏ ngâm với 500ml rượu trắng trong 7 ngày rồi uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ. Có thể ngâm cùng các vị thuốc như kỷ tử, nhục dung, tỏa dương, dâm dương hoặc để nâng cao hiệu quả và dễ uống. Tinh hoàn dê, vị mặn, tính ấm và kinh thận có công dụng ích tinh trợ dương, bổ thận, cường cốt, được dùng để chữa các chứng muộn con, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng, suy giảm ham muốn tình dục, suy nhược cơ thể. Cách dùng: 1. Tinh hoàn dê một đôi, làm sạch bỏ màng, tán nhuyễn rồi ngâm trong 500ml rượu trắng, sau 10 ngày là dùng được, uống mỗi ngày một chén nhỏ. 2. Tinh hoàn dê một đôi, làm sạch bỏ màng, thái mỏng rồi nấu cùng một bát nước hầm xương lợn trong 5 phút, chế đủ gia vị, ăn nóng. 3. Tinh hoàn dê một đôi rửa sạch, thái phiến mỏng, lấy 2 củ tỏi và 3g gừng tươi thái lát, rồi cho dầu thực vật vào chảo, phi thơm, rồi xào cùng với tinh hoàn dê, ăn nóng.